Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ Hôm Nay. Thì hôm nay đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương thì chúng ta cũng nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu của mình. Giống như những lần trước, Uyên Quỳnh thường hay nói là các anh chị tham gia chương trình cần phải làm một video phỏng vấn giới thiệu về mình. Tuy nhiên sau khi Uyên Quỳnh cho số điện thoại thì các anh ở bên Mỹ các bạn cũng biết rồi, trái múi giờ. Cho nên các anh, các chị ở Việt Nam nếu mà muốn liên lạc với anh chị bên Mỹ này thì cần phải gửi tin nhắn trước. Nếu họ nhận được tin nhắn, họ có cảm tình với mình thì họ phải liên lạc lại với mình. Nếu mà họ không liên lạc với mình thì kể như là họ không có cảm tình với mình. Hôm nay Quỳnh cũng rất là vui nhận được cái chat của chị Tina Nguyễn ở Cali. Quên nữa, chị Tina Nguyễn vừa lên kênh của Yên Quỳnh. Hi guys, my name is Kevin and welcome back to my channel. Today we are a male Tina Ling or something. Give the check for Kevin. Give a check for me. So open this. That's okay. Put that there. Anyways, so a paper. Before we get the check, we will. Em xin chân thành cảm ơn chị Tina Nguyễn ở Cali. Số video là 1841. Chị mới phỏng vấn đây một tuần, thì chị gửi cho Kevin một cái check để mua quà cho Kevin. Chị ghi là phỏng vấn với Nguyên Quỳnh ngày tháng 3 ngày 26 năm 2023, gửi chúc quà cho cháu Kevin. Gia đình vui vẻ hạnh phúc. Em xin chân thành cảm ơn chị rất là nhiều đã yêu thương Kevin, gửi quà cho Kevin và đã ủng hộ kênh của Yên Quỳnh rất là nhiều. Rồi bây giờ cảm ơn cô Tina đi khắp. Cảm ơn cô Tina đã gửi quà. Cho con. Good luck to you. Good luck to you. Cảm ơn chị Tina ở Cali rất là nhiều. Số video của chị ấy là 1841. Và xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương của mình, mời cả nhà chúng ta sẽ nghe chia sẻ của những anh chị trong chương trình hôm nay. Rồi, chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Dạ, em cũng xin chào chị Yên Quỳnh. Dạ. Em có thể chào cộng đồng rồi em giới thiệu về mình ha. Dạ, em xin kính chào chị Yên Quỳnh, chào tất cả anh chị em, bà con trên toàn thế giới, trên chương trình Kết Nối Yêu Thương, trên kênh của Cuộc Sống Mỹ của chị Yên Quỳnh. Chào toàn thể bà con. Dạ. Rồi em giới thiệu về mình ha. Dạ, em tên là Kim Yến. Dạ, em sinh năm 1975. Dạ, hiện em đang ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Dạ. Sinh năm 75, nhìn thấy rất là trẻ ha. Dạ, đúng. em lớn tuổi hơn chị đấy chứ. Rồi, có muốn đổi xưng hô không hay là chị để vậy thôi? Và kể cứ vậy đi chị, đó là cái chuyện xưng hô hoặc bình thường mà chị. Dạ. Chị không có quan trọng với chuyện xưng hô, nhưng mà có nhiều người comment chị thấy họ quá quan trọng vấn đề đó. Miễn sao dạ, mình nói chuyện cảm thấy thoải mái nhau là được rồi. Dạ đúng rồi chị. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Rồi nếu mà ngại người ta kêu chị bằng nhỏ tuổi ấy, lớn tuổi hơn kêu chị bằng chị không ngại thì thôi, chứ sao mấy người này ngại được. Nếu mà chị xưng chị với lại người mà lớn tuổi hơn chị là chị cảm giác là chị già hơn người ta đó. Dạ. Rồi em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Kim Yến. Uh-huh. Em sinh 1975. Em hiện em đang sống ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, ở Việt Nam. Dạ.
Hiện tại em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại bây giờ thì em, tại mẹ em mới mất nên được gần 6 tháng nên em cũng còn nghỉ ở nhà, em chưa có đi làm gì hết. Và trước đó, trước khi mẹ em mất thì em làm công việc gì? Hồi hồi xưa thì là em là công nhân dệt, công nhân dệt vải đấy chị, em cũng làm được mười mấy năm. Xưa em làm công nhân của công ty dệt Việt Thắng cũng được mấy năm, là dệt dệt thôi, dệt bằng con thoi đó chị, dệt bằng con thoi chạy qua chạy lại đó. Rồi sau là em mới chuyển qua công ty của dệt Phong Phú, em dệt dệt ra cái vải quần jean đó chị, em là đứng máy dệt kiếm. Em cũng làm được vậy. Dệt ra giải quần jean luôn. Rồi sao rồi sau đó thì mẹ em mất thì em nghỉ ở đó, giờ em chỉ làm mà công ty dệt thôi hả? Dạ, hồi xưa là em làm công ty dệt, nhưng mà lúc mà mẹ em bị gãy chân á, thành ra là em phải ở nhà. Giống như mẹ em là phụ nữ mà bị gãy chân, thành ra em phải ở nhà cổng màu đỡ đần đồ này kia nọ đó, thành ra em mới nghỉ công ty dệt. Rồi em ở nhà, rồi khi em chăm bà già em rồi em làm thợ may, ở nhà em may thêm đồ. Dạ Rồi, vậy đó hả? dạ Rồi tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? dạ em nói thì em sợ chị Liên Quỳnh cười chứ em chưa có lập gia đình. Nhìn em trẻ vậy thì chị cũng nghĩ là em chưa lập gia đình. Thường thường lập gia đình phải lo nghĩ gì không trẻ vậy đó. Thì em cũng mới lại sức đây thôi, chứ em chăm má em nằm suốt 4 năm nay, má em nằm 4 năm em mới má em mới mất cái chị. Dạ Rồi chưa từng lập gia đình nhưng mà chắc chắn thì cũng có người yêu chứ phải không? dạ thì hồi xưa thì lúc em làm công nhân á, thì là tại vì em đi là công nhân dệt nên em đi ca, mà trong chỗ làm của em thì một người đứng cả chục cái máy lận, thành ra là thợ máy đồ đó cũng có gia đình hết rồi, em cũng không không có lập gia đình trong cái thời tuổi đủ tuổi đó. Tới riêng 30 tuổi thì em có quen một anh chàng là Việt kiều, nói chung là tại vì cũng do chị em bà con ở bên nước ngoài giới thiệu là em cũng quen anh ta, em cũng quen cũng được cũng gần cả chục năm, chỉ nói chuyện qua lại thôi. Thì lúc em quen ảnh thì cũng đâu 7 năm sau ảnh mới về gặp mặt em một lần, rồi cũng hứa hẹn là cũng muốn tiến tới, nhưng mà lúc đó bà già em bà bệnh đó chị, nên là thành em không có ý định là em sẽ đi theo anh đó đi qua bên đó, là em muốn ở bên đây chăm bà già em vậy đó. Đó thành ra là em chỉ nói chuyện qua lại bằng điện thoại thôi, nên là sau này em biết được ảnh có gia đình, ảnh có con rồi nên thôi em cắt từ đó về sau này là em thôi em ở vậy. Dạ Quen gì mà quen 10 năm gì kiều, mà quen 10 năm rồi đó thì chị cũng mới nghe. Thường thường là mấy người bên đây về là quen cũng không có quá lâu là cưới rồi, quen tới 10 năm luôn, 7 dạ năm mới tại gặp vì mặt. hồi xưa chị cũng biết là ở bên đó khi Kiều về cứ nghĩ là về Việt Nam rồi mang qua đó, rồi mấy cô nàng Việt Nam bỏ mấy anh chàng Việt Kiều, rồi em thì em không muốn mang riếng đó, em nói thôi kệ hả, hứa hẹn nếu chờ được thì đợi với má em mà bà đồng ý thì em có dịp thì em ưng thì em đi, còn nếu thôi giờ em mà lo bà già em mà không có duyên thì ảnh ở bển anh có gia đình thì thôi. Nhưng mà mấy dì em là ai cũng nói sao mà em chung thủy quá, nhưng mà em nói là tại vì mình cũng không muốn thì chừng nào tao bỏ mình thì thôi, chứ nếu như mà mình mới quen người ta là mình bỏ người ta cái người ta nói chắc bộ mình lựa chọn bên đây mình có người khác rồi mình bỏ người ta, nên em cũng không muốn mang tiếng. Hi, I'm attorney Armando Pius. My wife, Christine Lone Pius, and I have been serving the Vietnamese community for many years. We are here to support you and to get you the results you deserve. Sự lựa chọn luật sư là một quyết định quan trọng đến với quý vị. Vì hơn 35 năm kinh nghiệm, gia đình luật sư Pius chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi cho quý vị. Pius, Pius and Pius. Trustworthy, knowledgeable, caring. 7 năm. 7 năm em mới mới gặp lần đầu tiên. Dạ thì nói chuyện là nói chung mà nói chuyện qua lại thì cũng gọi điện thoại đồ về nói chuyện đó chị. Rồi cái đợt đó là đâu hình như 1 năm sau ảnh có về thì có lên gặp một lần, rồi ảnh đi qua bển, rồi tới 7 năm sau ảnh mới về, ảnh mới gặp em. Lên thì... Wow.
Hứa hẹn thành ra em phải nghĩ là thôi mình không có lời hứa với người ta thì mình cũng muốn chờ ảnh chờ được thì mình chờ, còn thì biết ảnh có gia đình rồi thì thôi cũng có ý định quen rồi. Dạ là lúc đó má em cũng già bệnh rồi, thôi em cứ nghĩ là em chăm bà già, em lo bà già thôi. Dạ tới giờ luôn, giờ ngó lại là mình gần 50 tuổi. Dạ Rồi em nghĩ ưu điểm của mình là gì? tại vì em cũng ít đâu chơi, em cũng ít có tiếp xúc nên em cũng không biết mình có cái ưu điểm gì không chị. Thì sẽ để người khác nhận xét chứ giờ em cũng không biết mình thật sự mình có cái ưu điểm gì không, em cũng không dám nói. Dạ Còn khuyết điểm của em? em dễ xúc động, em thật là dạ em rất dễ xúc động lắm, nói tới má em lại xúc động. Má em mất là bao nhiêu tuổi? Má em mất rồi, hồi tháng 10 của năm rồi, được 80 tuổi. Má em cũng thọ Dạ. lắm ha. Rồi bây giờ em muốn tìm người bạn cho em muốn người đó như thế nào? Em thì em coi cái kênh của chị cũng lâu rồi, nhưng mà ngại nên em thấy mình cũng lớn tuổi rồi, nên em cũng không biết mình có tìm được bạn không. Nhưng mà lúc má em mất thì bà dì em cái bà tên là Hương á, chị yêu mình có gọi là chương trình của chị đó, thì mới nói là thôi em cứ mạnh dạn lên nhắn tin cho chị để mà làm quen, chứ em có coi chương trình của chị cũng nhiều rồi nhưng mà em ngại. Thành ra là em lên em coi chương trình của chị rồi bà dì em nói là thôi cứ mạnh dạn lên tìm cho mình một người bạn hữu hỷ đi cho vui rồi tâm sự, hoặc là biết đâu được phải duyên phải phận thì hai người lo cho nhau. Dạ Rồi em coi nhiều chị, em có cảm thấy mến được anh nào trên kênh đó chị không? dạ thì em cũng có được coi được cũng có hai người, nhưng mà em cũng biết anh ta đã có người yêu hoặc là đã có lập gia đình chưa, nên là em thấy là hai anh chàng này thì nói chuyện cũng hiền rồi cũng chưa có gia đình, tại em thì cũng chưa gia đình thì là em cũng muốn muốn gặp cái người cũng chưa gia đình để mà tìm hiểu hiểu nhau vậy đó, tại em sợ lòng lỡ người ta có gia đình rồi không biết mình về mình có phù hợp với lại chuyện con cái của người khác không, nên em cũng hơi sợ. Nên em thấy là ví dụ như có cái anh là 1018 Kevin Nguyễn mà anh tên là ẩn hay là gì đó chị, đó 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 là một anh. Với lại còn nếu anh đó có gia đình hoặc là có bạn rồi thì thôi, còn em cũng thấy là có cái một anh nữa là tên là Tùng Nguyễn 0861 đó chị, nó thành ra em cũng biết hai anh chàng này là có gia đình chưa thì em cũng không, hoặc là có người yêu hoặc là có người để ý chưa thì em cũng không 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 dám luôn biết nữa. Dạ Anh Tùng Nguyễn thì chị chưa có nghe anh ấy trả lời như thế nào, nhưng mà riêng anh Cao Vinh á, thì hôm trước là anh có tìm hiểu một cô nhưng mà sau đó không hợp nhau thì cũng đã chia tay rồi. Hiện tại thì vẫn chưa tìm được ai ha, hiện tại thì như là chị chưa nghe anh ấy báo tin vui gì với chị hết. Dạ. Rồi nhưng mà quan trọng là cái duyên em nó nằm ở đâu. Dạ. Rồi thí dụ ngoài hai anh đó ra mà có người khác muốn làm quen với em á, thì em có muốn mở lòng ra không hay em chỉ thích làm quen với hai anh đó thôi? Dạ thì cũng có chị, em cũng có nhưng mình cũng muốn để mình tìm hiểu nói chuyện ví dụ như có người nào phù hợp. Dạ con cái ví dụ như em cũng muốn tìm cái người là hiền hoặc là thông cảm hoặc cảnh gì đó, chứ em sợ là tại vì nào giờ em chỉ biết chăm bà già em ít đi đâu chơi, em ít có tiếp xúc lắm, nên là này em cũng sợ là khi bước vô là gia đình hoặc anh chị em đồ đông hay này kia nọ vậy đó thì không biết mình có làm tròn không, em cũng hơi ngại. Dạ Rồi thí dụ một anh muốn làm quen với em nghĩ anh đó là bao nhiêu tuổi thì ok? dạ em muốn anh đó lớn hơn em từ 5 đến 10 tuổi, hoặc là lớn lắm thì cũng khoảng 12 tuổi. Dạ lớn hơn em con giáp. Thí dụ như anh đó hút thuốc uống rượu thì em nghĩ như thế nào? Dạ thưa hút thuốc hoặc uống rượu là tại vì do cái môi trường làm việc, hoặc là qua bên ví dụ như em nói là không phải là ở Việt Nam, ví dụ như ở bên nước ngoài thì xứ lạnh hoặc là người ta buồn có thể là người ta hút thuốc để mà người ta
bớt cái buồn hoặc là bớt cái lạnh của người ta, thì em nghĩ là cái hút thuốc là em chấp nhận được. Còn uống rượu thì ví dụ như là đám tiệc thì uống là em chấp nhận chị, chứ đừng có như là ngày nào cũng uống mà giống như sát đà về để mà cự người nhà hoặc là nó không chửi mắng vợ con, thì em hơi sợ, nói chung là em hơi sợ. Là có nghĩa là uống được nhưng mà uống ít thôi ha. Dạ, thì đi đám đi tiệc đó thì chị, dạ thì uống được. dạ Còn hút thuốc thì như thế nào? dạ nó hút thuốc thì được chị, tại vì ví dụ như do cái hoàn cảnh công việc làm hoặc là ở cái xứ lạnh, hoặc là khi người ta không có ai để tâm sự, người ta có chuyện buồn thì người ta thỉnh thoảng ta hút thuốc. Dạ được. Dạ Em rồi chiều cao của em là bao nhiêu? dạ thưa, lúc trước là em 1m56. Dạ Tại sao nói lúc trước là em 1m56 ở bây giờ em già em sẽ nó thắt lùng xuống 1 hoặc 2 phân đó chị. Dạ tại vì lâu quá em không có đi đâu. còn Dạ em phải nói thiệt. Dạ tại tại vì ai cũng nói là khi mình già thì mình sẽ bị lùn xuống đó chị. Dạ nên là Rồi. bây giờ mình đo được vậy nữa. Dạ còn hồi xưa tại em đi làm thì em có đo sức khỏe định kỳ vậy đó. Dạ, thì em biết là em 1m56. Dạ Em có thể đứng lên cho mọi người nhìn dáng em ha. Quay sau lưng cái hay ha. À hả, rồi không mập mà cũng không ốm ha, vừa người rồi đấy. Em ngồi xích qua bên kia xíu thôi. Rồi gia đình của em có được mấy anh chị em? Má em sinh được có 2 chị em à, là em là lớn với thằng em trai nó có gia đình rồi chị. Hiện tại là em đang ở chung với em trai hả? Dạ không có, em ở bên đây là nhà của em với má em thôi, em trai em có nhà riêng. Dạ Còn ba em mất lâu hả? dạ ba em mất 10 năm. Dạ Nếu bây mà giờ được thì em cũng muốn đi làm, nhưng mà tại vì anh là tại vì chị biết ở bên Việt Nam mình cái công việc á, mà cái tuổi mà nó lớn như vậy cũng khó xin việc làm lắm. Dạ nên em cũng hơi buồn. Dạ Rồi em có dự định là em sẽ làm gì lại không? dạ có, nếu như mà có được công việc làm gì thì em cũng xin muốn đi làm lại. Tại vì hồi trước đó lúc mà em chăm má em á thì thỉnh thoảng là em có đi xuống dưới chùa em phụ nấu nướng đồ nấu chay đồ phụ đám phụ đồ này kia nọ dưới chùa, hoặc là em đi từ thiện đâu đó chị. Em có em thích, em rất Nếu thích. mà có cơ hội á, thì em thích làm công việc gì? Bây giờ nếu mà có cơ hội làm lại thì em thích làm công việc gì? Dạ, nói chung là việc gì mà hả người ta nhận em là em đều cũng có thể ráng cố gắng làm được hết. Dạ Ủa, là em không nói có chung thích kinh doanh hả? Em không có thích buôn bán hả? Thích làm thôi. dạ tại vì từ xưa giờ em chưa bao giờ em đi mua bán nên em cũng hơi nhát. Dạ em cũng hơi sợ sợ, em không biết mình ra mình mua thì được, mà không biết mình bán có ai mua không đó chị. Dạ tại Sợ vì hả? nói chung tại từ xưa giờ khi là em lớn lên em đi học rồi em chỉ biết em đi làm công nhân, rồi về em chỉ có ở nhà thôi, nó thành ra cũng không có tiếp xúc nhiều, cũng không có ra ngoài xã hội nên em cũng biết mình có mua bán được không nữa, em cũng hơi nhát. Dạ Rồi em thích một anh làm quen với mình trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? dạ nói chung là em cũng chưa có tiếp xúc nhiều thì em muốn là ví dụ như là em nói thì người đó nghe, nhưng mà người đó nói thì em nghe, nói chung là cũng vừa phải thôi, cũng cũng đừng có gia trưởng quá thì em cũng hơi sợ, cũng đừng có lanh quá thì em cũng sợ. Dạ mà cũng đừng có trầm tính quá thì ta nói thường mấy người mà trầm tính quá thì hơi cọc nên em cũng hơi sợ. Dạ Rồi em muốn người bạn của em cao khoảng bao nhiêu? dạ thưa bằng em cũng được, cao hơn em chút xíu cũng được. Dạ chị. Dạ tại vì em biết là lúc cái tuổi của em là cũng đã ít có người cao lắm rồi, cho nên là cao hơn em thì tốt mà bằng em cũng không có sao hết. Dạ Em là thí dụ anh đó, em có thích anh ấy có tính lãng mạn không? dạ chắc phụ nữ thì chắc có thích là có cái tính lãng mạn vậy. Dạ nói
chung từ đó giờ ít có ăn, em cũng không có quen được nhiều người, bên đây cũng chưa có tiếp xúc, chưa có được ai tặng bông tặng hoa cho em nên em cũng biết sao nữa. Rồi à, bây giờ chưa có như là chỉ có một mối tình thôi mà yêu xa nữa thì cũng không có sâu đậm lắm phải không? Thì nếu mà em nghĩ bây giờ một người mà như đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho em? Dạ em cũng mong là cái người đó giống như là có tính giống như gia đình đó chị. Nó muốn là thật sự là muốn kiếm một người để mà lập gia đình. Khi mà có công có việc thì chia sẻ với nhau, về thì cũng nấu nướng là được chăm sóc với nhau. Đó em muốn tìm một người giống như là một người gia đình vậy đấy. Dạ. Người đàn ông của gia đình phải không? Đúng rồi. Yêu Người đàn thương ông chăm của gia sóc đình. và chia sẻ ha. Dạ. Gia đình của em có được mấy người ở nước ngoài? Dạ em có con của mấy dì thì cũng được 2-3 người ở bên nước ngoài, với lại em có người dì em cũng ở bên Texas đó chị. Dì em mà kêu là em lên chương trình này đó chị. Dạ. Phải gì đó cũng làm mai cho em không? Dạ trước kia thì dạ không phải làm mai mà con của bà dì em mà làm mai, còn bây giờ thì dì mở tới sáp này là kêu em lên chương trình này để nhờ chị Uyên Quỳnh làm mai giùm. Dạ dạ Vì em qua đây lâu chưa? dạ chắc cũng 8-9 năm rồi chị. Dạ Con bảo lãnh hả? dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Ok em, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay Dạ. ha. Rồi chị hy vọng là sau video này em sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của chị ha. Dạ Rồi dạ em cảm ơn chị Yên Quỳnh. em Cũng thành mong chị em thấy chị rất là mắt tay, em thấy chị kết hợp được mấy cặp luôn, thấy lên cũng em cũng có coi mấy cặp đó thành đó. Dạ cũng mong là mình thì cũng tìm được một người thích hợp với mình để chia sẻ những vui buồn với chị. Dạ Cảm ơn em chào cộng đồng giùm chị ha. dạ em xin cảm ơn chị, em xin chào tất cả bà con cộng đồng, cũng mong rằng cái kênh của chị Yên Quỳnh, cái kênh kết nối yêu thương này chị Yên Quỳnh sẽ kết nối yêu thương của chị, rồi cũng nhờ đó mà có nhiều người gặp được cái phân nửa của mình, của đời mình để mà được cái cuộc đời nó được vui vẻ. Dạ em xin cảm ơn chương trình, cảm ơn chị Yên Quỳnh. Dạ Đây em kết nay em gửi số điện thoại của em qua cho chị ha. dạ Vâng, luật sư Pius 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 xin kính chào quý vị. Khi tai nạn xảy ra, quý vị nên gọi ngay cho cảnh sát, chụp hình chiếc xe và bảng số xe của người đụng và của quý vị để tránh trường hợp họ bỏ chạy. Trong lúc tai nạn, quý vị nên gọi ngay cho luật sư Pius 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 để được bảo vệ và hướng dẫn từ trước đến sau, tham khảo miễn phí. Số điện thoại 407-222-5577 hoặc 407-888-8888, website luật sư tai nạn.com, phục vụ toàn tiểu bang Florida.